Xin mến chào các bác. Nay là thứ hai đầu tuần, ngày 26 tháng 7 năm 2021. Sáng sớm ngày hôm nay, bên cửa hàng nhà em giao hai đơn hàng cho hai bác khách hàng. Bác khách đầu tiên là ở Thanh Hóa, đặt bên cửa hàng nhà em là một đôi loa bát 25LZ 350A. Và đơn hàng của bác khách thứ hai là ở Nghệ An. Bác khách thứ hai này đặt bên cửa hàng nhà em rất nhiều mặt hàng âm thanh các bác nhé. Bác ấy đặt 5-6 món cơ. Nên là cái đơn hàng thứ hai này nó khá là nhiều. Tí em sẽ giới thiệu và báo giá chi tiết cái đơn hàng của bác khách thứ hai này. Đầu tiên em giới thiệu nhanh và báo giá nhanh cái đơn hàng của bác khách đầu tiên. Bác khách đầu tiên là ở Thanh Hóa này. Đặt bên cửa hàng nhà em này, một đôi loa bát 25LZ này. Con này có cái mã là 10AZ-350A. Công suất 400W trở kháng 8 ohm các bác nhá. Đây là hàng chính hãng của LZ. Bát 25LZ này là mặt T nhẵn này, 6 lỗ này. Từ 170 các bác nhá. Từ 170. Và con này côn 65. Bát 25LZ 350A này gân vải này. Đôi này bên em đang bán là 1.550.000 một đôi các bác nhá. Đấy là xong đơn hàng của bác khách đầu tiên. Bây giờ chuyển sang đơn hàng của bác khách thứ hai đi. Ở Nghệ An, bác khách thứ hai này đặt bên cửa hàng nhà em 5-6 món đồ, nhưng bác khách này đặt số lượng luôn coi nhá, đặt số lượng. Bác đặt bên cửa hàng nhà em là 4 đôi loa bát 30 sệt Win Vega, 2 đôi loa bát 30 JBL hở côn. Đặt bên cửa hàng nhà em là 3 đôi phân tần loa trở xanh, 3 đôi phân tần loa 6012. Đặt bên cửa hàng nhà em là 3 đôi chép kèn 450, nắp nhôm màu cam, ren xoáy. Và đặt bên cửa hàng nhà em 3 đôi chép kèn 450 RCS ren bắt ốc các bác nhá. Đây, đơn hàng của bác khách thứ hai này. Nhiều mặt hàng là cái chỗ này của em là nó không đủ nên là em không bày hết ra các bác nhá. Đây, hàng còn chưa bóc hộp đấy các bác nhá. Đây là đây còn 3 đôi sệt Queen Vega em chưa bóc này. Và còn một đôi bát 30 JBL cũng chưa bóc này. Đây là chép giờ xếp này, còn 2 đôi trong thùng này. 2 đôi phân tần trở xanh này. Và đây là phân tần 6012 cũng chưa bóc hộp. Đây là chép cam này, còn 2 đôi nữa coi nhá. Đây em chỉ bày mỗi thứ một đôi ra để em giới thiệu thôi. Bác khách thứ hai này đặt 5-6 món đồ thôi. Nên là không thể bày hết ra được. Đơn hàng của bác khách thứ hai đây. Bác đặt bên cửa hàng em là một đôi loa bát 30 sệt Win Vega. Nhầm, 4 đôi loa bát sệt Win Vega. Đây là dòng bát 30 sệt Win Vega gân đỏ các bác nhá. Em sệt Win Vega này. Dòng này bên cửa hàng em đã giới thiệu và bán rất chạy. Con này chở công suất 400W này, chở kháng 8 ohm này. Từ 190 côn 76. Từ 190 côn 76 bích thép màu trắng các bác nhá. Đôi loa bát 30 sệt Win Vega này nhà em đang bán là 1.950.000 một đôi. Và bác ấy đặt bên cửa hàng em 2 đôi loa bát 30 JBL xương bạc. Dòng này nó thiết kế là hở côn các bác nhá. Bát 30 JBL xương bạc này T của nó màu trắng này, rất là đẹp. 5 cái lỗ. Con này từ 190 côn 76 luôn. Đây. Từ 190 côn 76 luôn các bác nhá. Gân vải, tẩm dầu 2 gân. Màng màu đen, màng chống nước các bác nhá. Đôi loa bát 30 JBL hở côn này bên em đang bán là 1.750.000 một đôi, 1.750.000 một đôi. Và bác khách này đặt bên cửa hàng nhà em là 3 đôi phân tần loa JD-1. Phân tần loa JD-1 này là trở màu xanh. Đấy. Tụ rất là to, phân tần này em đã giới thiệu rồi. Phân tần này bên em đang bán là 850.000 một đôi, 850.000 một đôi. Và bác khách này đặt bên cửa hàng nhà em là 3 đôi phân tần loa JBL-6012. Đây là mẫu phân tần loa JBL-6012 rất là xịn các bác nhá. Hai bóng đèn này. Đấy. Với cái phân tần 6012 này, bác nào yêu âm thanh thì không lạ lẫm rồi. Phân tần 6012 này và phân tần JD-1 này đều cho ra cấu hình là một bát một chép coi nhá, một bát một chép. Tải tốt cho bát 30 và bát 40. Phân tần này bên em đang bán là phân tần 6012 này bên em đang bán là 700.000 một đôi coi nhá, 700.000 một đôi. Và bác khách này đặt bên cửa hàng nhà em 3 đôi chép kèn 450 Martin, nắp nhôm màu da cam các bác nhá. Con này ren xoáy. Và 3 đôi chép kèn RCF lắp nhôm ren cụt. Hai cái dòng chép kèn 450 này
của nó đều là từ 120 các bác nhá, đều là từ 120 côn 44. Con cam này là gen xoáy này, con giờ xếp là gen cột này. Đấy, bác cứ đặt 3 đôi này và 3 đôi giờ xếp. Chép kèn màu cam này bên em đang bán với giá là 750.000 một đôi, và chép kèn giờ xếp nhà em đang bán với giá là 700.000 một đôi các bác nhá. Của nó lại đều là từ 120 côn 44. Vừa rồi là em đã báo giá chi tiết cho các bác cái đơn, hai đơn hàng của hai bác khách này. Đấy. Em nhắc lại nhé, bác khách đầu tiên ở Thanh Hóa này đặt một đôi loa bát 25NZ này, và đơn hàng của bác khách thứ hai rất là nhiều quá nhá. Đơn hàng của bác khách thứ hai ở Nghệ An đặt rất là nhiều, 5-6 món. Em chỉ bày mỗi thứ một đôi ra để em làm mẫu thôi. Còn đây là các bác nhìn có thể nhìn thấy đây, như em đã nói, em hàng của bác em một bóc ra thì bày không thể nào mà vừa cái chỗ cái thanh này của em. Đấy. Đây là hàng nhà em lên đường sáng sớm thứ hai đầu tuần, cứ gọi phải gọi là bão đơn đúng không các nhá, bão đơn ngày 26, bão đơn sáng sớm 26 tháng 7 năm 2021. Đấy, bác nào mà cần mua những sản phẩm loa rời từ bát 20 cho đến bát 50, rồi là loa chép kèn, chép giấy, rồi là vỏ thùng loa, phân tần loa, đẩy vang, mic, dựng loa thành phẩm, loa súp các loại, bên cửa hàng em đang cung cấp hết các bác nhá. Chi tiết mà mua loa hay tư vấn về âm thanh, các bác cứ điện vào số điện thoại nhà em là số hotline là số đuôi 5815, số Zalo nhà em, kết bạn Zalo nhà em là số đuôi 72. Nhà em có giao hàng toàn quốc các bác nhá. Đơn hàng của bác khách ở Thanh Hóa thì nhà em gửi bưu điện. Còn đơn hàng của bác khách thứ hai này bây giờ là tình dịch bệnh ấy, nên là nhà xe cấm hết rồi, nên là xe khách thì cấm hết nhưng mà xe tải thì vẫn gửi được các bác nhá. Nên là nhà em sẽ đóng hàng mang lên gửi xe tải về cho bác ấy. Em xin dừng video các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.